kỷ niệm mà mình đi xanh không? Em nhớ lúc đó thì bầu cũng đến đến thời hạn sanh rồi mà cũng chưa có dấu hiệu gì cả, thì cũng trễ 2-3 ngày sau sau dự kiến sanh á, thì em bắt đầu em thấy ra máu hồng một chút xíu. Thì em tại con đầu mà có biết gì đâu, cũng chả thấy đau bụng gì kia, thấy máu hồng là anh ơi này kia, là tắm rửa rồi xách đồ rồi làm lố lắm, đi vô nhà nhà thương cái nó thấy mình đi bình thường này kia, nó cũng kêu nằm lên giường để coi cái ủa vô đây làm gì vậy. Nó ồ ra máu hồng, cái nó thấy không có động tĩnh gì hết, cái đuổi về, cái là hai vợ chồng lủi thủi đi đi về xong rồi cái thay vì ngày hôm đó đã lấy thắng thắng là chồng em gặp nguyên cái sổ để óp nguyên ngày để lo cho vợ rồi đi, bây giờ bị đuổi về rồi biết làm gì đây. Cái anh nói là thôi bây giờ em thay bikini đi, anh chụp hình bầu cho em. Vậy là vô liền thay hai ảnh tự set up trên mền mùng gối, tự set up rồi tự lấy cái ra màu trắng làm background như vậy đó. Rồi hả em mặc bikini cho chói vào, xong rồi cái ảnh lấy viết mà không có đọc á, vẽ lên bụng này kia vẽ con rồi em cũng vẽ lên bụng ảnh luôn. Rồi hả em lấy mấy cái đồ mà em đã đan xong cho con đó rồi ụp lên bụng rồi đọc sách rồi làm đủ thứ trò trên trên giường để sau cái ngày đó, cái ngày hôm sau đi khám bác sĩ gia đình lại thì bác sĩ khều khều mấy cái giống như chắc xoay đầu hay chọt chọt gì để như là khều khều là con ơi ra đi đó. Thì sau khi đó thì chỉ 2 tiếng hay 3 tiếng sau khi mà thăm bác sĩ gia đình xong là về là em bắt đầu em gọi là cái gì bị chuyển dạ. Chuyển dạ. Đúng rồi. Dạ đúng rồi, bị chuyển dạ thì em bắt đầu thấy đau. Cơn đau đau dần thì lúc đó em nghĩ đến là muốn chích tủy sống, Sắp chích cái sống lưng. sống lưng để mà hỗ trợ sanh cho mình không có Tim đau. không đau Dạ. Thì mẹ em á, là người nói là đừng có tim, cứ đứng kế bên như vậy đó. Xong rồi cái là em cũng dạ dạ rồi mình cũng ráng gồng. Mà em gồng quá giống như là em đau liên tục 17 tiếng đồng hồ trên giường. Tử cung em không có mở, cứ 6 phân là 6 phân thôi chứ không có nở thêm như vậy. Cho đến khi mà em bị sốc phản vệ, cái người em nó giật 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 rồi em ói. Rồi em cũng nghĩ mình tên là Vũ Thị Thanh Thảo, năm nay 32 tuổi, là mẹ của ba cháu, lớn nhất là 4 tuổi và nhỏ nhất là 1 tuổi. Wow, một bà mẹ, ba con. Thì không có hình dung luôn á, tại vì rất là trẻ. Mà con lại chỉ có 4 tuổi với 3 tuổi, rất là gần nữa. Dạ, cái đó là mình muốn như vậy, mình muốn sinh năm 1 để mà dừng luôn một lúc. Khi mà lúc mà mang bầu cái đứa nhỏ đầu tiên á, cái cảm giác của em nó có gì đặc biệt không? Thực sự ra là ngoài ý muốn. Bởi vì em với chồng em lúc đó đến với nhau ấy, thực sự là có nhiều cái sự thị phi á, rồi cũng cũng có trải qua gian truân lắm. Thì năm 2004 đó thì tụi em làm giấy đính hôn ở tòa rồi sau đó thì cũng bàn tính là sẽ lấy nhau tháng 10 2015. Thì chưa có nói, hai bên gia đình chưa có gặp nhau và cũng chả nói chuyện gì cả. Cho đến khi mà em nói chuyện với bố mẹ của em đó về dự định của tụi em thì bố mẹ mới nói là đi học giáo lý hôn nhân và họ bắt buộc học trong vòng 3 ngày. Thì 3 ngày phải ở lại qua đêm. Cho đến khi mà thấy trễ rồi á, thì cũng vô tư, nhưng mà có mấy lần em tự nhiên em đang ngủ, em nằm mơ em thấy là mình có em bé rồi, thì em mở mắt dậy trong đêm như vậy đó. Em mở mắt chừng chừng trong đêm mà không biết lý do tại sao, cũng gọi cho ông xã nửa đêm cũng kể là ồ mình nằm mơ vậy ngộ ngộ ha này kia. Rồi ông xã nói là em có muốn đi thử que hay không này kia. Mấy ngày hôm sau lại nằm mơ thấy tiếp, cũng mở mắt như vậy cũng giật mình nửa đêm, xong rồi cũng gọi ông xã nói chuyện, xong rồi cái ông xã nói em nên đi sáng mai như hứa với anh là đi thử đi làm sao, tại vì cũng trễ như vậy đó. Thì em cũng dạ dạ rồi cúp phone rồi không biết làm cái gì nửa đêm nữa. Thì em mới thấy cái bọc ni lông màu đen á ở trong góc phòng của em dâu của em á, nó đi Việt Nam về, nó đem quà qua cho bố mẹ của em lúc đó em đang ở bố mẹ. Và mẹ em á thì mở quà, mở bánh kẹo ra này kia á, lấy hết phần của mình hết trước, xong rồi cái là mở cái bọc này ra không biết là cái gì, bà cột lại và nói chắc là quà của con Thảo và vứt vứt vô phòng em. Lúc đó em đang làm việc á, chắc cũng hơn 1 tuần rồi em không đụng đến, em bận rộn em quên đi qua. Cái em nhìn vô phòng em nói ủa quà của mình ha, mở ra coi coi có cái gì trong đó không này kia, buồn buồn mở ra mình cũng không biết là cái gì. Thực sự em chưa có làm quen với que thử thai Việt Nam, thì lúc em mở ra thì đọc thấy que thử thai, trời
cái gì đây trời. Xong rồi cái là nói, ồ có nhiều mà đi thử. Ôm nguyên một bọc chạy vô bồn tắm liền. Chạy vô bồn tắm rồi thử rồi thấy là có thai á, nhưng mà vẫn chưa tin. Nó ồ có 50 que lần mà thử cho hết. Ồ vậy luôn. Thử coi có đúng vậy không. Thực sự là mình bất ngờ lắm, vừa run mà vừa không có tả được. Tại lúc đó mình không có expect. Tại vì mình plan tới tháng 10 2015 mình mới thử vào lần này, mới mà tháng 1 thôi, mình mới đi học giáo lý hôn nhân thôi. Thì lúc mà cảm thấy là sau mười mấy que là thấy giống nhau hết rồi, đến một cái thấy giống nhau hết là không né được rồi đó. Rồi bắt đầu thơ thẩn đi ra gọi chụp hình cho ông xã, gửi tin nhắn á. Rồi ông xã gọi không đợi gì đâu. Đó hình như ảnh cũng thời mới yêu á, giống như là gọi một cái hay là tin nhắn cái là bắt liền. Ồ, không giống như cái bây giờ. Cái này chị thắc mắc là em nói là cái thời mới yêu là gọi á là bắt liền, chắc là giận sao ta. Bây giờ là con có khóc banh trời rồi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ là con có khóc banh trời rồi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Giờ này em dám khai chồng em vậy luôn. Em mới gọi cho ông xã gọi cho em. Thì em mới ngập ngừng coi ảnh sao, ảnh cũng im một vài giây. Ảnh nói là em không giỡn đúng không? Nói không, cái này thiệt mà, rảnh đâu giỡn. Thì ảnh mới nói là em bình tĩnh nhá, để anh nói chuyện với bố mẹ, để người lớn nói chuyện với nhau, sắp xếp cho tụi mình để hỏi cưới em. Thì lúc đó em cũng cảm thấy an ủi, giống như là cảm thấy là ảnh rất là người có trách nhiệm, giống như là ảnh nói không sao hết, Chúa cho mình cứ nhận, em cứ bình tĩnh. Lúc đó xúc động, nó không biết nói với mẹ em sao. Tại vì mẹ em á, mỗi lần em đi chơi với bạn trai hay gì đó, mẹ dặn là kéo riêng ra là dặn tay là điều đó nè, con còn có chuyện gì là mẹ chết trước nha, chưa là cho nên là không biết nói mẹ sao mà mẹ bệnh tim nữa. Em mới giống như thức trắng đêm, giống như là mình nghĩ nếu mình giữ lâu như vậy á, thì cũng không ổn. Cho nên cứ đi ra đi vô, cái mẹ mới mở cửa phòng ra, mẹ thấy em đứng hành lang á, mẹ mới hỏi là có chuyện gì phải không, vô đây mẹ hỏi. Cái ngồi ở giường cứ mưng mê cái áo rồi chỉ nhìn mẹ lên nói là mẹ ơi con có rồi, cúi xuống như là nước mắt rơi. Mẹ lúc đó mẹ mới im, mình nghĩ là phản ứng của mẹ sẽ dữ dội, tại mẹ em dữ lắm. Một là xỉu chết trước mình, còn hai là sẽ làm banh lên. Nhưng mà mẹ im, mẹ không nói gì hết á. Mẹ mới ôm em vào lòng, mẹ mới nói là không sao hết con gái ạ. Con cứ bình tĩnh, con cứ ráng ăn uống, lo cho em bé. Không cần phải lo cái việc mà hỏi cưới gì đâu. Cứ sanh xong rồi cưới cũng được. Tự nhiên mình thấy mẹ mình hoàn toàn khác. Mẹ lo cho mình trước và mẹ cũng không có sĩ diện gì hết. Thì lúc đó là mình thấy người mẹ bao la lắm. Rồi mình cảm ơn mẹ nhiều. Thì bên Thắng chồng em á, họ cứ thúc giục, họ muốn đặt đàn gái lên trước hết. Và họ nói cần những gì, họ làm tất cả, họ làm chu toàn. Trước khi tụi em đến mà chưa có bé đầu và bé Eva đó, sóng gió dữ lắm, không biết là sẽ đến được với nhau hay không nếu không có đứa bé. Rồi lần đầu tiên cái cảm giác mang thai, khó chịu không? Hơi mệt mệt buồn ngủ thôi, nhưng mà chồng em bị ngán hộ em. Sao em biết? Là tại vì em thì khỏe lắm, mà chồng á thì bắt đầu tự nhiên thấy xìu xìu ảnh ảnh buồn ngủ. Rồi ảnh đi chợ á là em ơi em thèm ăn cái này không này, nghĩa là ảnh tự lựa á. Mình tưởng là cho mình này kia, nó không, em không thèm này kia. Nhưng mà hồi ra cái ảnh xách hai giỏ đem về nhà chân đầy nhà vậy, ông cứ ngồi ông nhâm nhi vậy đó. Xong rồi mẹ em qua, mẹ em nói trời ơi, bầu con coi con bầu nó ngán kìa này kia. Dạ không mẹ, đồ anh Thắng không á mẹ. Nhưng mà quan trọng là ăn món gì, tại vì con gái là toàn là kẹo rồi bánh này kia, ba cái lặt vặt đồ ngọt vậy á. Dạ em còn nhớ cái kỷ niệm mà mình đi sanh không? Em nhớ. Lúc đó thì bầu cũng đến thời hạn sanh rồi mà cũng chưa có dấu hiệu gì cả, thì cũng trễ 2-3 ngày sau dự kiến sanh á, thì em bắt đầu em thấy ra máu hồng một chút xíu. Thì em tại con đầu mà có biết gì đâu, cũng chả thấy đau bụng gì kia, thấy máu hồng là anh ơi này kia, là tắm rửa rồi xách đồ rồi làm lố lắm, đi vô nhà thương cái nó thấy mình đi bình thường này kia, nó cũng kêu nằm lên giường để coi cái ủa vô đây làm gì vậy. Nó ồ ra máu hồng, khi nó thấy không có động tĩnh gì hết, nó đuổi về. Cái là hai vợ chồng lủi thủi đi về xong rồi cái thay vì ngày hôm đó đã lấy Thắng là chồng em gặp
nguyên cái sổ để off nguyên ngày để lo cho vợ rồi đó. Bây giờ bị đuổi về rồi biết làm gì đây? Cái anh nói là thôi bây giờ em thay bikini đi, anh chụp hình bầu cho em. Vậy là vô liền thay. Hai ảnh tự set up trên mền mùng gối, tự set up rồi tự lấy cái ra màu trắng làm background như vậy đó. Rồi hả, em mặc bikini cho chói vào, xong rồi cái ảnh lấy viết mà không có đọc á, vẽ lên bụng này kia, vẽ con rồi em cũng vẽ lên bụng ảnh luôn. Rồi hả, em lấy mấy cái đồ mà em đã đan xong cho con đó, rồi ụp lên bụng, rồi đọc sách, rồi làm đủ thứ trò trên trên giường đó. Sau cái ngày đó, cái ngày hôm sau đi khám bác sĩ gia đình lại, thì bác sĩ khều khều mấy cái giống như chắc xoay đầu hay chọt chọt gì để như là khều khều là con ơi ra đi đó. Thì sau khi đó thì chỉ 2 tiếng hay 3 tiếng sau khi mà thăm bác sĩ gia đình xong là về là em bắt đầu em gọi là cái gì bị chuyển dạ. Chuyển dạ. Đúng rồi. Dạ đúng rồi, bị chuyển dạ thì em bắt đầu thấy đau. Cơn đau đau dần thì lúc đó em nghĩ đến là muốn chích tủy sống, chích cái sống lưng. Sống lưng để mà hỗ trợ xanh cho mình không có đau. Không đau. Dạ. Thì mẹ em á là người nói là đừng có tiêm, cứ đứng kế bên như vậy đó. Xong rồi cái là em cũng dạ dạ rồi mình cũng ráng gồng. Mà em gồng quá giống như là em đau liên tục 17 tiếng đồng hồ trên giường. Tử cung em không có mở, cứ 6 phân là 6 phân thôi chứ không có nở thêm như vậy. Cho đến khi mà em bị sốc phản vệ, cái người em nó giật rồi em ói. Rồi em cũng nghĩ trong đầu là như vậy thì mình đâu có sức đâu mà mình đẻ, cũng hoang mang lắm. Cái xong là em nói y tá là chích tủy sống cho em. Lúc đó em mệt quá, cái mẹ nói không. Cái em nằm đó nói yes, yes. Cái mẹ nói không. Cái y tá thì chỉ nghe em thôi. Sau khi mà chích tủy sống rồi á, là em cảm thấy mình lên thiên đàng, mình thấy relax vô cùng. Em hạnh phúc, em nhắm mắt, em ngủ được cỡ chừng tiếng rưỡi, 2 tiếng, em lấy lại sức. Đã bắt đầu là em kêu y tá là I'm ready, là chuẩn bị rồi đó, là mình không có còn biết sợ hãi và không biết đau gì nữa. Mình khỏe vô cùng luôn, mình cảm thấy là ồ mình ready, mình đẻ được rồi đó. Rồi bác sĩ nói tôi muốn rạnh. Vậy là sanh thôi, sanh cháu thì rạnh cũng hơi khó. Mà trong phòng sanh của em lúc đó có kỷ niệm như vậy nè. Trong phòng sanh á là tới hơn gần 10 người trong gia đình ở trong phòng sanh của em á. Gần 10 người ha. Coi như là ông bà nội ngoại nè, rồi anh chị em, coi như dâu rể này kia đầy đủ trong phòng, rồi em gái này. Nói chung là em nghĩ như vậy á, cho nên là con nó không chịu ra. Chồng quá, nó không chảnh ra nữa. Rồi là em bé bắt đầu mang về. Vâng. Rồi hai đứa không có kiêng cử gì luôn cái chuyện đó. Tại kiên vì chứ. Theo chị thấy là mỗi năm hả? Dạ. Mỗi năm bốn năm mà có ba bé là mỗi năm một. Dạ năm. Có. Năm đầu thì em kiêng cho đến khi mà con đầu của em á đúng một tuổi, sinh nhật đúng một tuổi thì bắt đầu tụi em mới gần nhau lại. Sau khi sanh á là em cũng ông xã cũng mua thuốc bổ đều cho em uống. Thứ nhất là lấy lại sức của mình. Cái thứ hai là cũng để chuẩn bị cho đứa thứ hai. Dạ. Đứa thứ ba thì cũng thả nhưng mà không có nghĩ là đến sớm như vậy. Dạ. Vậy thì hai cái đứa nhỏ sau á là tự tay em nuôi luôn. Dạ đúng rồi, tự tay em nuôi và có bú hỗ trợ nữa. Còn mẹ ruột của em á thì ở cách em chỉ 5-10 phút thôi. Nhưng mà bà cũng là một business woman á, bà cũng bận bịu với tiệm. Theo chị thấy thì em có 3 tiệm theo, dạ. Với lại lông mi, dạ. Và lông mi đúng dạ. Không? Vậy thì thời gian đâu để mà em chăm sóc 3 đứa nhỏ? Tại vì rất là khó. Thật sự thì lúc đó, lúc mà nói về cháu thứ ba đó, thì em mới có đôi khi không có sự hỗ trợ của mẹ chồng á, bà nội của cháu bên cạnh á, thì tự tay mình lúc đó em là người hơi cầu toàn. Tuy là có vú nhưng mà các con của em á, là em tự nấu ăn cho các cháu xong rồi dặn vú là mấy giờ như vậy á. Khi mà ôm tòm nhiều thứ rồi á thì bắt đầu cũng cảm thấy mệt mỏi rồi cũng cáu gắt này kia. Có lần mà em giao cho vú này kia thì em không có yên tâm. Em có một lần em thấy hối hận nhất ở đứa thứ ba á, là cháu nó bị dị ứng với lotion 7 tháng trời, nó không có ngủ đêm. Nó ngứa, cái mặt nó lúc nào cũng bí xỉ, nó không có vui được. Hai đứa chị vui happy bao nhiêu á, thì đứa Út á, là con trai á, thì lại mặt buồn buồn rầu rầu mà khó chịu bấy nhiêu. Cháu hay khóc nữa, đêm á cháu không có ngủ, cứ 1-2 tiếng là dậy khóc thôi. Đến nỗi mà ông xã của em đi làm để mệt rồi, ảnh là dân lập trình trên máy tính này kia, nghĩa là rất là ít ngủ rồi, mà ngủ lại bị con khóc như vậy nữa thì đâm ra ảnh cáu lên á. Ảnh nói là
đứa bé này sinh ra chỉ để khóc thôi chứ nó chả có cái gì đối wrong với nó hết. Nghĩa là anh bực nó. Xong rồi cái là em thì khi mà chồng hét lên thì mình bảo vệ con. Mình nghĩ chắc chắn là không có đứa bé nào muốn sinh ra khóc cả. Nó phải có cái gì nó mới khóc mà em không hiểu được nó. Có một điều là cháu cứ khóc như vậy thì em mới thấy là người nó cứ nổi đỏ, nổi rơm, nổi sảy á. Thì em nghĩ là bình thường thôi, nhưng mà vẫn cho chắc ăn, cũng mang đến bác sĩ. Bác sĩ cũng nói bình thường thôi. Em cũng mua các loại lotion khác nhau, cũng thay sữa tắm organic này kia, cũng chịu này kia. Nhưng mà dú chắc có lẽ là quen với cái lotion đó, là bôi cho cháu. Mà mình thì mình đi làm, mình không có kiểm soát nữa, nhào chú bôi cái gì. Thì thằng bé nó cứ bị dị ứng, cứ nó cứ như vậy hoài, nó đâu có nói được. Nó cứ nhìn mẹ với ánh mắt cầu cứu. Cứ như vậy hoài cho đến 6-7 tháng, cho đến khi mà em thấy cái mẩn đỏ của con nó lên trên mắt này nè. Nó lan lên mặt, lên tai. Thì em mới thấy là ồ, ở mắt, ở tai như vậy là chắc chắn là dị ứng rồi. Rồi em gắt với vú luôn là em nói là ngừng tất cả mọi thứ, không bôi một cái gì hết. Tại vì trước đó có ngừng nhưng mà ngừng không đủ. Nếu mà mình chăm con 100% thì mình biết hơn. Còn đằng này mình lo mình đi làm như vậy thì rõ ràng là mình chưa đủ hiểu con. Và để nó suffer hết 6-7 tháng như vậy, tội nghiệp thằng nhỏ nó không ngủ đêm được như vậy. Cho nên nó mới nhỏ, nó còi. Xong rồi cái là lần đầu tiên trong vòng 7 tháng trời không bôi lotion, thằng bé ngủ từ tối đến sáng. Mà em khóc, em nói mình quá tệ. Sau đó thì em thấy cái việc mướn vú không có mang lại cho em sự yên tâm. Thì rõ ràng một ngày em chỉ làm 3-4 tiếng thôi. Nhưng mà em lo cho con cũng không tới đâu, mà ở tiệm cũng không tới đâu. Thì bà của cháu là bố mẹ chồng lại, trời ơi phi thường lắm. Hai cháu Việt Nam đã điên đầu rồi mà bà lúc nào cũng nói con ơi, cho thằng Lincoln về với hai chị nó đi, mẹ lo cho như vậy. Mới mấy tháng đầu thì em nói no, mình muốn ôm con được bao lâu thì ôm, mình thấy nó chưa có đủ lớn để nó xa mình. Cho đến khi em nuôi nó được 14 tháng á, thì em thấy cái sự buồn bã của nó, em coi camera đó, em thấy có vú ở nhà mà nó cứ đứng ở cái cửa kiến như vậy nè. Nó chạy ra, nó đứng, nó cứ trông mình coi mình về chưa. Thì em thấy như vậy nó không đáng để bị đối xử như vậy, và không đáng cho nó một lũi thủi trong khi nó có chị mình sanh nó sát nhau. Thì em mới quyết định luôn. À, lúc đó là chồng em là book vé máy bay trước đó, anh đi một mình để về thăm hai cháu ở Việt Nam, hai con ở Việt Nam. Em ở lại em trong tiệm. Đến khi mà em thấy con em như vậy á, là em quyết định ngay trong đêm luôn. Em nói anh book cho em một cái vé nữa với Lincoln rồi em về chung với anh luôn. Thì ảnh sửng sốt lắm, tại vì trước giờ là 5 lần 7 lượt ảnh với lại mẹ chồng em là khuyên em là nên cho Lincoln về đi. Em cứ nói là anh không thương con, anh cứ trốn tránh trách nhiệm này kia, mình cứ nghĩ chồng là như vậy. Nhưng mà ảnh biết là môi trường của con thế nào là tốt, thì rốt cuộc cũng đưa cháu về, cháu cuối cùng về và nó rất là vui. Em cảm thấy mình còn trẻ để mà nằm ở nhà mẹ bỉm sữa. Em ở ngày em mê cái việc nhà, em mê cái việc chăm con lắm. Nhưng mà đồng thời á, nó cũng làm cho em depressed. Em cảm thấy mình thiếu tự tin khi không kiếm được tiền. Mình nói mình sẽ là một bà bỉm sữa là hot nhất, tự tin nhất, giỏi nhất. Nhưng mà hả, ngay cả đi tiểu cũng không có thời gian đi tiểu. Hai con nó biếu nhau một cái, để yên, con ơi, con ơi, cho mẹ đi tiểu cái. Rồi ba đứa rồi, mỗi năm một em như vậy. Yeah. Rồi cái chuyện về vợ chồng sao? Cái chuyện tới như vậy đó. Nói thật là sau khi sanh các bé, không biết các bà mẹ bỉm sữa sao, chứ riêng phần em thì cái việc đó nó giảm đi rất là nhiều. Em thì dành thời gian hết cho con, giống như là khi mà nằm ngủ nằm với con á, cái là hả quay ra con ôm con ngủ vậy đó, giống như để ảnh một mình nằm ở ngoài á, giống như đứa trẻ bị bỏ rơi, chịu tội nghiệp lắm. Xong rồi cái là mỗi lần mà chồng muốn gần thì sự làm cho nó qua chuyện thôi, giống như là trả bài thôi, chứ thực sự ra cảm thấy mệt mỏi nhiều. Có lần nằm với nhau cái ảnh ngủ rồi, ảnh làm việc đêm á, xong rồi cái anh ngủ, cái mình buồn buồn, cái mình thấy tin messenger, ủa đinh đinh ở đâu, mở ra coi thì thấy là anh đang nhắn tin với vài cô bạn ở trên Facebook á, mới quen thôi. Và mấy cô đó thì mạo nhận giống như là bác sĩ, dược sĩ gì đó. Trước đó thì em với chồng mới nói với nhau về vấn đề là đưa ảnh về cột á, cột dây những tin. Chồng em thì khá nghi thơ, giống như là thấy để là bác sĩ, dược sĩ là tin liền, chị hiểu không? Thì cũng nhắn vô hỏi về cái vụ mà nếu mà thắt như vậy đó thì có ảnh hưởng gì không? Thì ảnh khởi đầu bằng cái việc đó. Cổ mới nói trời ơi này kia, sao lại nghĩ đến vấn đề đó, tùm la hết.
rồi nói một hồi thì có một đoạn là ủa anh bị gì hả? Nó không, anh thì mạnh, khá mạnh về vấn đề đó tại anh còn trẻ, nhưng mà với chị thì chị vợ của anh thì hơi nhạt. Sau khi sanh này kia thì em có cái thuốc gì hỗ trợ hay không? Mình đọc tới đó cái mình giận lắm, giống như mình bị tổn thương á. Thay vì sao chồng không có tâm sự với mình mà lại tâm sự với một người phụ nữ khác mà nói về vợ mình như vậy. Nhưng mà Thảo sau chuyện đó thì Thảo có nói với lại anh không? Có chứ, Thảo thì tính Thảo trương phi lắm, hay nói toẹt mọi chuyện chứ Thảo không có giữ trong lòng. Khi mà Thảo đọc xong, chân tay Thảo run rẩy, Thảo buồn, Thảo khóc. Mình cảm thấy lúc đó là chồng mình ăn vụng sau lưng mình, nghĩa là ngoại tình, tư tưởng vậy đó. Tự nhiên lúc đó mình biết dừng một phút ngắm mình trong gương. Tại vì thời gian qua là chỉ biết con đi làm về, con ngay cả muốn đi shop mua cái áo, tại vì cái áo cũ lắm rồi, mua cái áo để mà thay thôi, cũng không nghĩ đó, thôi con trước, cứ vậy. Thì sau khi mà cãi vã, hai vợ chồng cãi vã xong, nói chuyện với nhau thẳng thắn đó, thì ảnh lúc nào cũng bình thản, anh nói là thực sự anh không có cái gì hết, vì cái tư tưởng đó của mình mà mình đang giận, mà mình chỉ gán cho anh cái tội là anh ngoại tình tư tưởng. Cho nên là sau khi mà bình tĩnh ngồi lại thì mình thấy là tại sao mình lại có suy nghĩ là bởi vì mình đã thiếu tự tin với bản thân của mình, và mình tự đem mình so sánh với những nàng trên kia. Vậy thì qua chương trình này á, em có muốn nhắn nhủ gì với các mẹ bỉm sữa không? Tất cả mọi việc nó đều có lý do của nó, và em nghĩ rằng á, phụ nữ mình dù có bận rộn các mấy cũng dành một chút thời gian nhìn lại bản thân. Thứ nhất là có trách nhiệm với mình và có trách nhiệm với chồng con mình nữa. Nhiều khi mình trách không, nó không mang lại hết gì cả. Nên thương yêu bản thân một chút. Khi mình thương bản thân một chút, mình thấy mình đẹp hơn, mình trau dồi bản thân nữa. Và điều thứ hai nữa là em bắt đầu em mua những cái bộ đồ gợi cảm, không phải là sexy lắm nhưng mà nó tôn lên cái vẻ sang trọng mềm mại của mình. Bắt đầu mình mới hiểu được là ông xã mình muốn gì, là thích những cái vải lụa mềm mại, thì mình bắt đầu mình mới siêu tầm những cái lụa đó. Từ đó là mình thích mặc lụa, mình thích ngủ cũng mặc phải gợi cảm thật đẹp. Thì từ đó nó sẽ hạn chế những cái suy nghĩ tiêu cực của mình, và nó làm mình sống rất là tích cực. Tất cả là do mình chứ không có do người đàn ông của mình nữa. Cho nên không biết nhắn gửi gì hơn, gửi đến chồng là những lời yêu thương nhất. Cảm ơn chồng những thời gian qua đã luôn là người bạn đồng hành với vợ, luôn yêu thương, chia sẻ, cũng giống như là chăm sóc vợ và quan tâm vợ, gia đình vợ rất là nhiều. Và cảm ơn bố mẹ của con, cũng như bố mẹ chồng, ông bà, cha mẹ, các cô chú đã luôn ủng hộ và ở sát cánh bên con trong thời gian vừa qua. Cảm ơn Thảo rất là nhiều, cảm ơn những cái lời chia sẻ thực tình của em. Và em cũng đã giúp cho các mẹ bỉm sữa ở ngoài có thể là cần phải mạnh mẽ hơn và hãy là chính mình. Và chương trình cũng xin cảm ơn em.